Rồi, xin chào mọi người. Sáng nay Trần có một video so sánh giữa một cái giống mai mới của mình với lại một cái giống mai mà đang rất hot trên thị trường. Đó là cái cây của giống cúc vàng diêu. Đây là giống cúc vàng diêu này. Hoa là mình ngắt ra mình ướm chân là mình thấy cái hoa vàng diêu nó cũng không có to bằng cái hoa này, thì mình thấy nó lẹ quá thì mình sẽ so sánh cho mọi người xem ha. Đó. Không, cái hoa bên trên đó, là cái cây giống mới của mình đó. Độ to của nó ăn đứt cái giống hoa vàng diêu này luôn. Ngày càng nó ra nhiều cái giống rất là độc đáo. Giống này thì dòng giống cánh nhiều này, hoa nó đơm to. Hôm qua Trình có quay à, nhìn nó giống như cái hoa hồng luôn ha. Còn đây là cái hoa vàng diêu này, vàng diêu thông thường cỡ này nó còn to rồi. Không, đờ cỡ bên dưới cái hoa này mà người thấy không? Hoa vàng diêu nó rất là bé luôn ha. Đây là cái lá này, cái lá của cái giống này này. Ồ, đấy, cái lá như lá xoài luôn ha. Đây là cái lá vàng diêu. Để mình lựa cái lọc non vàng diêu. Do cái lá này nó to lắm. Ngắt ra. So sánh với những cái lá nhỏ của cái giống này. Không, cái giống này nó ăn đứt cái chiều dài của cái lọc non của vàng diêu luôn. Hai cái lọc non nó đều có tương tự với nhau. Đó. Nhưng mà cái lọc này nè, lọc đỏ này hơn cái lọc vàng diêu luôn ha. Xét về chiều dài thì lá nó tựa tựa nhau cái hình dáng. Đó. Lá nó thon nó dài nhưng mà cái giống này nó còn dài hơn cái lá vàng diêu nữa. Đó. Còn nếu mà so sánh với những cái lá to như thế này thì vàng diêu nó nằm lọt thỏm trong cái lá này thôi. Mới có một nửa. Mới có một nửa lá này à. Giống này rất là khủng khiếp. Cái này mình giao lưu rồi, giao lưu cho anh khách rồi. Wow, to khủng khiếp luôn. Đấy, hoa vàng diêu này, hoa vàng diêu đỡ cỡ bên này. Nhỏ xí. Hoa vàng diêu cũng là một trong những giống hoa cúc nó to rồi đó, mà nó vẫn nhỏ hơn cái so với hoa này. Rồi, mình chia sẻ so sánh cho mọi người xem đỡ biết và chiêm ngưỡng ha, những cái giống hoa mai đẹp tại Bình Định mình ha. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video ha. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.